U10 Nghi Sơn sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn hình của quý vị và các bạn. Như vậy tiếng còi của trọng tài chính Tức Long đã vang lên. Phá bóng lên rất mạnh, cực kỳ nguy hiểm. Hứa hẹn sẽ là một trận đấu hấp dẫn và kịch tính. Nguy hiểm. Đưa bóng vào. Như vậy đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ U10 Hà Trung. Chúng ta sẽ theo dõi lại tình huống này. Một tình huống đá biên rất mạnh, đá biên dành cho các cầu thủ áo đỏ. Động tác giả rất hay. Dứt điểm không vào. Lại là một tình huống dứt điểm nữa. Bóng đi cực kỳ nguy hiểm. Lần này thì thủ môn bên phía Nghi Sơn 1 đã tỉnh táo. Chúng ta theo dõi lại cú dứt điểm này. Tiếp tục lên bóng dành cho các thủ Hà Trung. Vẫn không vào. Chúng ta sẽ đến với quả phối hợp sút phạt này của các cầu thủ đến từ Nghi Sơn 1. Đường chuyền dứt điểm. Pha phối hợp cực kỳ mẫu mực đến từ hai cầu thủ bên phía Nghi Sơn 1. Và kết thúc là cầu thủ mang áo số 7 Văn Hưng. Văn Hưng, chúng ta sẽ thưởng thức lại tình huống này. Dứt điểm bằng chân trái, bóng đi rất đẹp. Cũng có bàn thắng xa nòa tỷ số. Bàn thắng đến từ Văn Hưng. Đánh đâu, lại là Văn Hưng. Văn Hưng tham gia tình huống phản công vừa rồi. Ném bóng lên. Vẫn là các cầu thủ Nghi Sơn 1. Mất bóng rồi. Dứt điểm. Một tình huống dứt điểm của Tiến Phong. Chúng ta theo dõi lại tình huống này. Tiến Phong tung ra cú dứt điểm bằng chân trái, bóng đi rất mạnh. Lần này thì thủ môn Đại Dương đã xuất sắc. Đá biên dành cho U12 Trung. Lại là một tình huống đá biên cực kỳ nguy hiểm. Lại một miếng đánh như cũ thôi, nhưng tạo ra một điều mới lạ và tuyệt vời. Chúng ta sẽ theo dõi lại tình huống này. Hà Trung lập tức dâng lên là rất nhanh. Rất điểm. Bóng đã dội cột dọc cho tình huống vừa rồi. Vâng thưa quý vị, và khép lại hiệp thi đấu thứ nhất. Một hiệp thi đấu quý vị và các bạn cũng đã chứng kiến những diễn biến diễn ra phải nói là chóng mặt, khi mà các cầu thủ hai bên liên tiếp tấn công về phía khung thành của nhau, phát triển phong trào bóng đá cộng đồng. Và để rồi ngày hôm nay quý vị và các bạn đang đến với những trận đấu hấp dẫn. Màn so tài giữa U10 Hà Trung và U10 Nghi Sơn 1 chính thức được diễn ra. Nguy hiểm. Một tình huống ghi bàn của thủ môn bên phía U10 Hà Trung. Chúng ta theo dõi lại tình huống phát bóng rất mạnh của Minh Cường. Tình huống băng ra của Đại Dương. Và chúng ta sẽ đến với quả đá phạt góc dành cho U10 Hà Trung. Một tình huống cắt ngang. Đến một tình huống đá phạt góc. Bóng cắt ngang khó như vậy, các cầu thủ U10 Hà Trung vẫn kịp mang về dành cho các thủ áo đỏ. Một bàn thắng nữa. Chúng ta sẽ theo dõi lại tình huống này. Đưa bóng vào. Dứt điểm. Không vào. Pha vỉa mã ngoài chân phải của cầu thủ mã số 9 bên phía Nghi Sơn 1. Tuy nhiên bóng đã đi chật cột dọc. Đưa bóng lên. Nguy hiểm quá. Lại một tình huống giật mình của thủ môn bên phía Nghi Sơn 1. Không hiểu sao ngày hôm nay thủ môn bên phía Nghi Sơn 1 liên tiếp mắc sai lầm. Thực sự một tình huống mắc sai lầm. Tiến Phong. Dứt điểm.
lại là Bảo An. Pha phối hợp giữa Tiến Phong và Bảo An, chúng ta theo dõi lại, khống chế bước một là cực kỳ cơ bản. Đá biên dành cho các cầu thủ Nghi Sơn một, đưa bóng vào. Dứt điểm từ xa. Lần này thủ môn Đại Dương đã bắt bóng tốt. Mất bóng và đây là cơ hội. Lại có bàn thắng dành cho các cầu thủ U10 Hà Trung. Một bàn thắng lại đến rất dễ dàng. Lấy được bóng từ vị trí của hai cầu thủ bên phía Nghi Sơn 1 đang lúng túng. Lập tức thì Khánh Duy đã ghi tên mình lên bảng tỷ số, nâng tỷ số lên 7-1 dành cho các cầu thủ U10 Hà Trung. Kéo bóng rất kỹ thuật, sau đó là tung ra cú dứt điểm. Đây là những cổ động viên của hai đội rất nỗ lực, kịp không? Thưa quý vị, và đúng lúc này thì trọng tài chính Đức Long cũng đã thổi còi khép lại trận tứ kết hai. Chung cuộc trận đấu này, cầu thủ U10 Hà Trung đã để lại một dấu ấn quá đậm nét, đó là những tình huống sút xa.